Hello anh em đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhá. Ok, đây mình sẽ hướng dẫn anh em vuốt tâm ngồi anh em ạ. Cái này mình mới phát hiện ra. Ngồi xuống nhá, anh em vuốt kiểu gì cũng vào đầu anh em ạ. Nó vào đầu dễ lắm, thề luôn. Đây nhá. Đây, bình thường nhá anh em, khi mà gặp anh em nhá. Ví dụ nhá, cái con bot này là mình đi. Đó, ok chưa? Thì khi mà gặp mình ấy thì người ta sẽ đặt tâm ở ngực. Đó. Người ta chắc chắn là mình đứng bắn nhau với người ta mà. Là người ta sẽ đặt tâm ở ngực này. Ok chưa? Xong người ta vuốt phát lên đầu này. Đó. Đây này. Khi gặp mình nha, người ta sẽ vuốt phát lên đầu đó, thấy chưa? Anh em mà đứng bắn nhau với người ta ấy, mà người ta vuốt tâm giỏi hơn ấy là chắc chắn anh em ngỏm luôn, được chưa? Còn bây giờ nhá, mà mình cầm phần chắc, mình mua súng này. Ok, đây. Khi mình bắn ngồi ấy, thì bắn tầm gần ấy, người ta khó vuốt vào đầu mình lắm anh em ạ. Còn khi mà bắn tầm xa ấy, thì mới dễ vuốt vào đầu nhá. Cái này anh em chỉ thực hiện bắn tầm gần thôi nhá. Những bạn mà chủ yếu là tăng cơ các thứ. Nên mà khi mà bắn như này thì nó vẫn có máu đỏ các thứ thôi, nhưng mà nó khó anh em ạ. Đây. Đó. Mấy cả khi mà đứng bắn nhau với người ta mà người ta bắn giỏi hơn, hoặc người ta di chuyển ào ào các thứ ấy, là anh em chịu luôn đúng không? Đó, bây giờ anh em ngồi xuống anh em bắn cho mình. Đó, ok chưa? Auto vào đầu luôn nhá. Đó, được chưa? Được chưa anh em? Ok chưa? Anh em ngồi xuống anh em mới bắn nhé. Đừng có vừa bắn vừa ngồi nhé. Đây, bắn này. Đó, anh em chỉ cần đặt tâm trên đầu địch thôi. Đó, nếu như địch vào di chuyển ấy thì anh em phải cố điều cái tâm này. Điều cái tâm nó theo hướng địch di chuyển nhé. Ví dụ địch nhảy sang trái thì anh em phải điều tâm làm sao nó cứ thẳng đầu địch là được. Anh em ngồi xuống là xong nó tự ghim. Nói chung không cần thẳng 100% như này đâu. Ví dụ như tầm này cũng được, xong ngồi xuống là nó tự ghim vào đầu anh em ạ. Đó, thấy chưa? Ok cho anh em. Ngồi xuống là tự lia vào đầu luôn nhá. Đó, mà vuốt này nhá. Ít khi qua đầu lắm nha. Ví dụ anh em đứng nhá, anh em bắn thì nó còn qua đầu đúng không? Nhưng mà ngồi xuống bắn nhá, thì không bao giờ qua đầu anh em ạ. Những tình huống đó, vuốt thật mạnh nên cũng không qua đầu được. Anh em cứ vuốt thật mạnh lên cho mình. Ok chưa? Đó. Ok chưa? Đạn chuẩn chưa? Anh em cứ vuốt mạnh lên cho mình. Ok chưa? Tại vì sao? Tại vì nhá, khi mà anh em đứng vuốt đúng không? Anh em vuốt này, anh em tưởng tượng là không có địch cả. Đây, vuốt phát lên trần nhà luôn, anh em thấy chưa? Vuốt một phát là lên tận trần nhà luôn. Đó, còn khi mà anh em ngồi xuống nhá, anh em vuốt nhá. Đó. Đến đây là kịch cho anh em ạ, đến góc nhà là kịch thôi. Không là lên được tận trời như này thì một khoảng cách nó rộng như này là đủ để anh em mà không thể qua đầu được rồi. Đây, ngồi xuống bắn cho mình. Auto vào đầu, không bao giờ qua đầu anh em ạ. Nhưng cái này anh em phải tập đấy nhá. Đó, anh em cứ để tâm nó đỏ đỏ tí được. Ngồi xuống vuốt. Vuốt mạnh luôn, không bao giờ qua đầu anh em ạ. Nó auto nó ghi vào đầu luôn anh em. Đó, ok chưa? Ok chưa anh em? Đó, đây. Vuốt này thì lên phát trần nhà luôn này. Còn khi anh em ngồi xuống, anh em chỉ vuốt được kịch cỡ là đến đây thôi, không bao giờ hơn nữa anh em ạ. Đó. Còn khi mà anh em nằm nữa thì nó còn chỉ được đến đây thôi. Nhưng mà mình chưa nói đến chuyện nằm nhé. Đó, ok chưa? Còn nếu như mà anh em đang nằm nhé, anh em đặt tâm đâu cũng được, ví dụ đặt đây đi. Khi mà anh em ngồi dậy nhé, vuốt này. Ok chưa? Auto vào đầu luôn. Đó, ok chưa? Vậy còn cái nữa anh em ạ, còn khi mà ngồi xuống nhá, anh em cầm một keo đúng không? Ví dụ địch đang ở mãi tít xa tít kia đi, đúng không? Anh em cầm một keo anh đặt, nhiều khi là nó bị ghim vào địch luôn ý. Đó, anh em hiểu không? Thế là khi mà anh em đứng đây anh em bắn anh đặt keo luôn ý, thì anh em sẽ bị ghim luôn vào địch, anh em hiểu không? Đó là lý do tại sao người ta ngồi xuống người ta đặt keo đấy. Bởi vì khi ngồi xuống đặt keo ấy, thì keo nó sẽ ở xung quanh mình thôi, không để đi xa được anh em ạ. Đó, mấy cả khi mà đang bị dính tâm vào địch nhá, em ngồi xuống cái anh em đặt keo cái là nó hết luôn. Vừa là anh em đặt keo nhanh hơn, vừa là anh em dễ đặt keo hơn. Đó, đây vừa là anh em bắn vào đầu các thứ nó chuẩn, cực kỳ chuẩn luôn. Đây, tuy là nó không chuẩn 100% nhưng mà nó cực kỳ chuẩn anh em ạ. Đó, ngồi xuống thì vuốt nhé. Còn khi mà anh em bắn thì anh em ngồi thì nó vào đầu ít. Đây, đó thấy chưa? Bắn thì anh em mới ngồi. Tại vì sao? Tại vì khi bắn ấy, thà anh em cứ đứng anh em bắn còn ngon hơn. Còn vừa bắn vừa ngồi thì đạn nó đang lên đầu rồi anh em lại ngồi xuống thành ra nó bị hụt đi, thành ra vào mỗi vai mỗi ngực thôi. Đó, cho nên là anh em ngồi xuống anh em vuốt thẳng lên cho mình, kiểu gì mà đầu anh em. Đó, ok chưa? Đó, anh em cứ tập dần ở trong này thôi. Anh em nào mà chưa thần thạo, chưa mang vào đấu danh ấy, vẫn vuốt trượt như mình ấy, thì anh em cứ vào đây anh em tập mỗi ngày này. Đó, nếu tập ở đây chán thì anh em lại vào huấn luyện, anh em tập, anh em bắn địch dần dần lên cao kỹ năng đúng không? Đó là dần dần anh em vuốt cực kỳ ngon luôn. Đó, thấy chưa? Làm vào đầu luôn anh em. Kiểu gì, cờ đấy là đủ giết địch đâu.
cứ kiểu thế là cũng đủ chất dịch rồi nha bạn, không cần nhiều. Đứng lên thì vuốt nó sẽ khó hơn mà nó sẽ kiểu bị đây, đứng lên một cái nữa là nó sẽ bị đơ đơ người đó, anh em thấy không? Kiểu đấy, khi mà bắn địch ấy mình không thôi không bắn luôn, đây mình bắn đấy, thôi không bắn nữa nhưng mà cái tâm nó vẫn bị ghi mà địch ấy đó, anh thấy không? Đây bắn này đấy, di chuyển các thứ nó vẫn bị ghi mà địch ấy. Anh ngồi xuống bắn đấy, bước trượt cái anh đổ xuống bỏ chạy luôn, được chưa? Và huấn luyện bắn thử cho anh em xem nhá, kiểu gì ngồi xuống hậm vào đầu chắc chắn thế đó. Và huấn luyện tập cho anh em thử nhé. Đó, thấy chưa? Toàn phun đỏ, toàn phun đỏ đấy anh em ạ. Nó cứ ghim tâm được mọi người. Ngồi xuống đi vuốt nha, đừng vuốt vội quá nhé. Vuốt vội như mình là mấy viên đầu nó bị qua đầu đấy. Còn anh em ngồi xuống anh cứ ghim tâm chuẩn đi, thì kiểu gì mà đầu. Khi mà ngồi xuống anh em có độ dần tâm khá ngon luôn đấy. Ngồi xuống bắn kiểu gì nó cũng chết anh em ạ. Cứ ngồi xuống mà vuốt thôi. Ở đây con, thấy chưa? Cứ ngồi xuống bắn cho mình nhá, kiểu gì nó cũng chết anh em, kiểu gì nó cũng chết. Ok chưa? Anh em cứ luyện tập như thế nhá, mà mong anh em cho mình xin một đăng ký online nhá. Ok mẹ.